Cơn mưa đầu mùa vào chiều tối qua và rạng sáng nay cũng khiến địa phương lân cận thành phố Hồ Chí Minh là Đồng Nai chịu ảnh hưởng khá lớn. Nhiều tuyến đường ở thành phố Biên Hòa chìm sâu trong nước, thậm chí nước từ đầu nguồn đổ về còn làm hư hỏng bờ kè và khiến nhiều nhà dân bị sập đổ hư hại. Theo ghi nhận, nhiều khu vực và tuyến đường của thành phố Biên Hòa chìm sâu trong dòng nước như đường Nguyễn Ái Quốc, Đồng Khởi, đường Phạm Văn Thuận, quốc lộ 1A đoạn trước Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất, quốc lộ 51. Trung bình nước ngập lên tới 50-70cm. Hàng trăm phương tiện qua khu vực này bị chết máy, nhiều người bị ngã ở điểm ngập sâu. Cả các mùa mưa, là cái mỗi lần mưa là hầu như đây là ngập rất là nặng. Đó, còn năm ngoái còn đỡ, nhưng năm nay thì đầu năm nay là nó ngày càng nặng thêm. Năm nào đến mùa mưa này là cứ ngập vì là người ta làm đường mà làm không có chỗ thoát nước xuống ấy, rồi cùng với chỗ nước như thế nào có nước, không có chỗ thoát nước xuống ấy. Cơn mưa xảy ra vào thời gian cao điểm nên tình trạng ùn tắc mỗi lúc một lớn, nhiều đoạn giao thông bị tê liệt. Lực lượng cảnh sát giao thông và cảnh sát trật tự của công an thành phố Biên Hòa đã có mặt phân luồng tại các tuyến đường trên. Bây giờ thì chỉ kiến nghị bên giao thông làm sao cho đường nối nó thông suốt để cho bà con đi lại nó dễ dàng, chứ để năm nào cứ đầu mùa mưa là bị ngập thường xuyên này ạ. Nguyên nhân chính của tình trạng ngập nước tắc đường tại thành phố Biên Hòa là do hệ thống thoát nước thiếu đồng bộ, chủ yếu vẫn tập trung hệ thống cống rãnh từ sau giải phóng năm 1975 để lại. Trong khi đó, việc nâng cấp cải tạo gặp khá nhiều khó khăn do nguồn kinh phí từ ngân sách thành phố hạn hẹp. Trong khi đó, sau cơn mưa kéo dài vào đêm qua, một căn nhà tại phường Tân Phong đã bị đổ sập hoàn toàn. Nhiều ngôi nhà khác bị nứt do tuyến kè ven suối săn máu bị hư hỏng nghiêm trọng. Rất may không có thiệt hại về người. Sáng nay, các cơ quan chức năng của địa phương này đã tiến hành kiểm tra và cử lực lượng hỗ trợ người dân di tản đồ đạc.